Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ làm review cho người một cái bàn cắt gạch mới nhất của hãng Ruby. Thì cái bàn này nó có tên là X1 85. Thì cái X1 này đó, nó sẽ cắt được khẩu tối đa là 8 tấc rưỡi. Đó, 8 tấc rưỡi. Thì ở trên đây nó có cái thông số, trên đây là cái này nó có cái cụm trợ lực này là tới 650 kg. Độ dày cắt tối đa là 18 mm. À, đường chéo á, là nó cắt được đường chéo của gạch 60 đó, chiều ngang gạch tới gạch là 85 85. Thì cái thằng X1 này á, nó cái bên bên thằng Ruby á, là nó bảo hành 2 năm, nhưng mà về Việt Nam là chỉ 1 năm thôi ha, 1 năm thôi. Và mọi người lưu ý nha, bàn X1 này không có cái thước nằm ở trên hông. Nếu như mình muốn mà mua mua cái thước này phải mua thêm 400 ngàn cây à, nó bán phụ kiện rồi vậy đó à, anh em nào trang bị thì mình mua, còn không thì thôi cứ để như vậy mà mình xài cũng được đó. Và có một cái điều đặc biệt của dòng X1 này nó giới thiệu á là nó cắt được gạch bóng kính toàn phần đấy, nhưng mà tôi cũng chưa có chắc, thôi bây giờ tôi sẽ làm review trước. Tôi sẽ thử cho mọi người luôn nên học gạch bóng kính toàn phần của hãng Bright. Rồi bây giờ tôi sẽ khui cái thùng ha, coi bên trong nó có mẫu mã ra sao nha. Rồi mọi người chờ một chút. Thì đây đây là cái mẫu X1. Hai cái tay nắm này ở hai cái tay đỡ này nó bằng nhựa mọi người ha. Đây là hàng mới về, tôi chưa khui ra luôn và lần đầu tiên tôi khui cái mẫu này ra tại cửa hàng của tôi đó, bằng nhựa nha. Thì những cái này là cái review thực tế, mọi người mua hàng rồi cũng dẫn giống vậy thôi nha, không có gì khác đâu, bằng nhựa, hai tay nó bằng nhựa. Nó có cái điều đặc biệt là cái tay này nè, tay này nó to tổ bố luôn, to gấp đôi gấp ba lần cái mẫu cũ á. Thì cái tay này to nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện mà mình bẫy viên gạch nó mạnh hay yếu đó. Thì đầu tư cái này rất là tuyệt, to tổ bố đó, to lắm à. Tay cầm này là bằng cao su, bọc cao su, nó có khí 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 giống như là cái tay cầm của tay xe Honda vậy đó, mình cầm rất là chắc tay. Trên đây có chữ Ruby đó. Và cái thằng này á, giới thiệu là cái dòng mắc nét, nó có 500 X1 mắc nét 500 500 là có cái này nè, khi mình bẫy lên á, là nó chín lên nè, mình gạt xuống là nó xuống à, và nó sử dụng cái lưỡi đây, đây là cái lưỡi của nó đây à, cái lưỡi này tôi cũng chưa biết thông số, chỉ biết là 22 nhân 6 thôi, còn cốt mấy ly chưa biết. Rồi, mọi người chọn chút. Rồi tiếp mọi người ha. Thì cái lưỡi này cái thông số của nó là 22 nhân 6, 6 là cái độ dày á, độ dày nhân 6. Và cái cốt nó tôi mới cập nhật lại là cốt có 5 ly nha, cái cốt nó chỉ có 5 ly thôi mọi người nha. 22 nhân 6 và nhân 5 là cái con toán này nè, cái con này nè xỏ vô 5 ly thôi. Rồi đó, này bỏ băng bên
thì nó thiết kế cái thằng này làm bằng nhôm. Nhôm này nhôm định hình. Định hình nghĩa là sao? Định hình là nó thành sản xuất ra thành một cái cây dài sọc vậy đó, ví dụ như 6 mét một cái thanh nhôm này, thì nó cắt ra từ khúc không khúc thì nó sẽ ráp vô cái máy này đó, người ta gọi là nhôm định hình sẵn chứ không phải là nhôm đúc nguyên khối. À, thì trên đây nó làm bằng cái này. À, cái này không phải bằng nhựa. À, này là bằng một chất bằng kim loại, bằng phíp gì đó, bằng atemon gì đó đó. Này trên đây nó cũng có miếng lót cao su. À, lót cao su thì cái thanh ray này nó cũng chạy, nó chỉ chạy cái cụm ray này chạy trên 6 con mặt đạn, nó không giống như những cái máy thằng Trung Quốc á. Đây mặt đạn này ha, tôi sẽ nghiêng cho người xem. Đây gắn cái này vô đây, cây này nó to lắm nè, thấy không, to to đùng luôn á. Để tôi làm review trước nha, còn tôi sẽ test thử cho mọi người trên cái Ramer sao cũng trên cái video này luôn, mọi người đón theo dõi. Để tôi quay ra cho xem. Đấy thì nó gọi mắc nét là sao? Mắc nét là nó thiết kế cái cục này nè, cái chụm này nó sẽ có cái miếng 500 ha, cái cụm dưới đây là nó bắt một cái con ốc nè, ốc là dưới đây nè, nó dưới đây nó bắn thêm một con 500 vô đây để nó đưa lên nè, hít lại, hít lại để mình cắt cho nó dễ hơn đó, là mình khi mình dở lên thì rớt xuống đó. Nó thiết kế vậy là mắc nét đó ha, mắc nét rồi. Ok thì cái cụm này nó cụm như đây nè, nó thiết kế là 6 con đạn, một con đây, hai con bên đây, hai con trước, hai con sau và hai con ở giữa. Hai con ở giữa là 6 con đạn ha. Thì cái này nó không có thiết kế cho chúng ta cái chỉnh, nó không thiết kế chỉnh, chắc là nó đã chuẩn rồi, nó không thiết kế cho chúng ta những con ốc chỉnh. À, Ruby nó lại không thiết kế cái đầu chỉnh giống như mấy thằng Trung Quốc đó, nên nhiều lúc nó rơ thì chỉnh đâu đây. À, tôi không thấy cái đầu chỉnh con ốc này là ốc chủ yếu là để bắt cái hai bà đạn ở giữa thôi, chứ nó không phải là đầu chỉnh nha. À, Ruby nó thiết kế khác mấy ảnh Trung Quốc, mặc dù nó cũng sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người đó. Rồi cái ray cũng là bằng thép lắp đặt vô. Cái review này là cận cảnh luôn đó. Ở trên đây nó có một cái lớp mút, lớp mút mềm. Hai tay này nó được lót thêm một cái lớp mút đây, nó tránh trường hợp mình kéo về nó không bị đụng á. Đây là lót thêm một cái lớp mút phía trên đây nè. À, hai đầu thì nó bọc lại hai miếng nhựa. À, bọc miếng nhựa. Đó. Còn ở đầu đây trên đây thì rồi vậy là cận cảnh em đó. À, không có gì mà... đây là cái mặt dưới của cái đế. Cũng giống như mấy em Trung Quốc khác thôi, mà cái đế này đơm dày ha. Theo tôi cảm nhận cái đế này nó dày lắm, cái đế này nó dày rất là cứng nha. Cái đế để xịn, đế bằng nhôm xịn, nó cứng dữ lắm. Đây rất là em. Rồi thôi, cái review này về cái máy này kết thúc. Nhưng bây giờ tôi sẽ quên, còn một cái vấn đề nữa lộn chưa có hết được. Cái máy này nó không có cái thước như tôi giới thiệu rồi, nhưng mà mọi người muốn trang bị thêm cái thước là phải mua thêm. Đây là cái thước. Cái thước này phải mua rồi nha. Cái thước này phải mua rồi, 400.000 một cây nha. Còn cái máy thì tôi chưa có nói giá được, cái máy tôi sẽ công bố lên cái thanh tiêu đề sau đó. Bây giờ tôi sẽ khui cho mọi người xem cái thước này nó sẽ nằm như thế nào. Lưu ý cái thước này mua rồi nha, đó cái thước này nằm ở trên đây mua rồi, chứ nhiều lúc mấy anh nói là review xong rồi bán hàng không có cái thước. Thì thật sự mà nói, nhiều lúc mình cắt các công trình thì cũng chả cần cái thước này đâu. Đó, cây thước này mua rồi nha, chạy lên đây, nó chạy đây và hai ốc xích cho lên đây, chạy đây có cái ốc sẵn nè, đó ốc sẵn, một con hơi lộn chứ quên, một con ốc bắt trên đây hoặc là bắt đầu trên đây, đó kéo ra cái vô và một cái bát này để cáp đường chéo. À rồi ok, cái này là phụ kiện bán rồi. Tại vì sao? Tại vì trên cái thùng máy á, mọi người biết trên cái thùng máy nó sẽ không có thể hiện cái thước này đâu, trên cái thùng của cái máy lúc mà mình khi mà mới giới thiệu á, nó không có cái thước.
nên Ruby nó tính hết rồi, nó sẽ giảm cái chi phí tối đa luôn để cho mọi người có sử dụng. Thì anh nào mà muốn trang bị thêm thước thì mình mua thêm, còn không thêm thước thì như vậy là đủ rồi đó. Rồi bước thứ hai là tôi sẽ test cái bàn này ha, cái bàn này với cái loại đá này, là cái đá 80 ha. Đá này là đá của Rammer đó, đá Rammer, đá toàn phần của Rammer. Cái xương này là xương cá. Tôi sẽ làm review trước khi test ha, để cho mọi người thấy cái độ cứng của nó. Những cái loại đá này mấy anh em cắt công trình rất là khó chịu đó, không phải ai cắt cũng được. Nhưng mà tôi sẽ test trên một cái máy mẫu mới nhất của dòng X1, theo cái nhà sản xuất công bố là nó có thể cắt được, cắt lượng đá toàn phần đó. Đây, nhưng mà tôi cũng chưa có bảo đảm 100% với mọi người là cắt hết tất cả loại đá nha, nên mấy anh em nào mua những cái bàn này về đó thì mà 100% cái loại đá trên thị trường là không có chắc hết rồi, mà tôi đâu có thử hết đâu mà tôi biết được đó. Thí dụ tôi thử loại nào thì tôi sẽ review loại đó thôi nha, chứ mọi người đừng có loại này gì cắt không có được, cái không được rồi trả máy nó phiền lắm, nó phiền lắm. Mọi người lưu ý điều đó, tại vì một cái máy sản xuất ra thì nó chưa test qua hết 100% các loại gạch trên thị trường, nên người bán họ sẽ không bao giờ họ dám cam đoan 100% là với mọi người là cắt hết tất cả các loại đá trên thị trường nha. Đó, nên tôi bán hàng tôi cũng vậy thôi, tôi không cũng nói những nhà sản xuất nó đưa ra thôi, nó nói cắt được thì tôi sẽ làm review cho mọi người xem cái loại đá này ha. Và tôi sẽ làm kiểm chứng thêm một cái để cho mọi người tin tưởng thêm nữa, là cái tôi sẽ dùng một cái bàn cắt của Ruby luôn đó, một bàn cắt của Ruby để tôi cắt thử là của X1 này và cái này vào cái bàn cắt Ruby nữa. Nó đâu rồi? Nó nằm trong đây, để tôi lấy ra. Đây, tôi sử dụng cái bàn này. Cái bàn này có mã là K180. Tôi sẽ cắt. Đó, mà trước khi cắt tôi phải cắt cái ông ngoài đó trước. Bởi vì tôi sẽ cắt giữa ông này và ông đó, coi ông cắt được hay không. Và tôi test ông này xem cắt được hay không. Đó, mình phải test tại sao tôi không dùng thương hiệu khác. Bởi vì mình đang làm review cái này mà mình dùng những thương hiệu khác thì có lẽ mình đang dìm cái thương hiệu của người ta đi. Thì tôi sẽ dùng cùng một thương hiệu Ruby luôn để có sự so sánh cho mọi người, nó sẽ mang tính gọi là khách quan, nó không có dìm những cái thương hiệu của người ta ha. Cùng có Ruby hết thì hàng Ruby nó không biết cái này cắt được hay không, mà cái kia cắt được hay không, thì cùng thương hiệu hết thì nó sẽ dễ ok hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ test, không nói chuyện nữa, thực tế luôn nha.
Rồi thì mọi người thấy qua đó, cái viên đầu tiên là nó bể bậy. Lý do bể bậy là có thể là tôi cắt chưa có quen tay đó, nên nó bể uốn cong nè, thấy chưa, uốn cong, và những viên còn lại đều cắt ok hết ha. Thì cái gì cũng vậy, thì mọi người nó đã quen rồi thì nó cái gì cắt cũng ok hết ha. Thì mọi người mua máy về, ví dụ như cắt nó phải điều tay, chắc là đầu tiên mình ấn chưa có mạnh quá, mình điều chỉnh cái lực ấn á, lực ấn mình phải mạnh chút nữa thì nó mới ok ha. Thì những cái viên kế tiếp mà tôi đã ấn rất là tuyệt vời rồi, thì tôi chừa cái này để tôi qua bên kia tôi cắt ha, tôi cắt hết thì rồi thấy gì quên cắt nữa nha, qua kia để mình thử cái dòng máy của Ruby bên kia xem nó cắt như thế nào ha. Thì những cái loại gạch này nè, tôi mua một viên này là 200.000 đó nha mọi người nha, mua một viên 200.000 nên làm review cho rất là tốn tiền đó, để có những cái thước review mà nó chân thực nhất như vậy nó rất là tốn tiền, nên mọi người có yêu thích thì hãy đăng ký subscribe hoặc là nhấn thích để thích lại tinh thần của tôi làm những cái review về nó mang tính thật hơn nữa ha, mang tính chân thật hơn nữa nha. Rồi thôi bây giờ tôi sẽ cái máy này cắt ok rồi, thì nó đã quảng cáo vậy là mình cắt được là được ha, mình không còn nhiều, mình sẽ nó như vậy rồi. Thôi sẽ như vậy là được rồi, sẽ nữa thì chắc là tôi không có, tôi thôi để chút xíu đi, tôi sẽ thử thằng này ra nha. Primer này khó chịu lắm, giờ tôi sẽ cầm hai cái viên này qua bên kia cắt nha, qua cái máy bên kia cắt. Thì cái máy bên kia tôi sử dụng cái lưỡi là lưỡi 18 ly nha, đó lưỡi 18 ly, tại cái lưỡi theo máy bên đó đó là cái lưỡi nó chỉ có 8 ly thôi, nó nhỏ xíu à. Những cái loại này mình tôi phải dùng đá lưỡi xịn hơn nữa, lưỡi 18 ly để cắt. Và trước tiên cái bàn này tôi sẽ mang vô để trên bàn cái đã, trời đang mưa. Rồi test cái hàng cao tôi mua tới hai đường thôi được mọi người ha, đây tôi cắt là tôi biết rồi, mọi người thấy nè, nó sẽ bậy không, thấy chưa, nó sẽ bậy không, thì cái hàng fry này nó khó chịu lắm, sẽ bậy không đó. Còn ông tại vì khi mà mình đẩy cái lưỡi nó ăn ngọt không biết liền, cái thằng X1 nó cắt ăn ngọt hơn, còn thằng này là cắt nó chạy nghe tiếng sẹt, nghe tiếng như vậy là bảo đảm mọi người bẫy là bị bẫy hết nha. Những anh em nào mà cắt gạch nó quen rồi chỉ cần nghe cái tiếng thôi là ok là biết đó. Thôi cái thằng coi như thằng này cắt không được bỏ qua nữa nha, đó thì thôi cái quên nãy hứa mọi người là sẽ thử một viên nhỏ nhỏ này thử ha nha, sẽ thử một viên nhỏ này từ hàng X1 ok. Rồi người xem sẽ xong rồi mình nhìn kết thúc ha.
Rồi vậy mọi người ha, xẻ như này rất là ok ha, có vậy là mình biết nó là cắt được rồi ha. Mấy cái hàng gạch này nó chua lắm, mà mọi người nhìn thấy là mọi người biết rồi đó ha. Rồi mọi người có nhu cầu mua hàng các bạn, cái này liên hệ với tôi số thoại 0942309090 ha. À, giá tôi sẽ để thành tiêu đề. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào.